thấm nhuần sâu sắc tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận khéo theo hướng chủ động, thiết thực, gần dân. Từ đó củng cố niềm tin với nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Với gần 500 hội viên, những năm qua Hội Cựu chiến binh xã Trung Hưng luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là về công tác dân vận khéo. Đầu năm 2017, xã có chủ trương xây mới nhà văn hóa thôn Hạ và thôn Trung Đạo nhưng chưa đủ kinh phí. Hội đã tích cực vận động đến từng hộ cùng tham gia đóng góp. Sau gần một năm triển khai và thu về hơn 1 tỷ đồng, hội đã còn vận động người dân trong thôn quyên góp xây dựng khuôn viên, lắp đặt loa truyền thanh, hệ thống chiếu sáng với số tiền trên 200 triệu đồng. Đến nay, hai nhà văn hóa thôn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân tại địa phương. Trước kia thôn Hạ là chưa có nhà văn hóa sinh hoạt ở nhà trẻ, thì vừa rồi cựu chiến binh ở thôn đi từng nhà vận động dân chúng tôi là đóng góp, người nào có thì nhiều, người nào không có thì ít, toàn dân đoàn kết xây dựng nhà văn hóa. Các đồng chí rất hòa nhã với đại quần chúng nhân dân, đến từng hộ từng gia đình vận động từng đồng tiền để xây dựng nhà văn hóa, vận động nhân dân chung tay góp sức vào để phát quang sạch sẽ đường làng ngõ xóm các cụm dân cư của thôn Trung Đạo. Trước đây đường vào thôn Thủy Trang rất bé, chỉ rộng khoảng 3 mét, trời mưa to thì thường bị ngập khiến bà con đi lại rất khó khăn. Đầu năm 2022, xã có chủ trương mở rộng con đường và giải áp phan gần 400 mét. Ban đầu nhiều hộ dân không đồng ý, nhưng từ khi Hội Cựu chiến binh đứng ra vận động, kết quả sau 3 tháng, toàn bộ các hộ dân dọc bên đường đã tự nguyện hiến với diện tích gần 500 mét vuông đất ở, phá rỡ tường bao, tài sản và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Ngoài ra, hội còn vận động người dân đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống cống thoát nước với số tiền trên 300 triệu đồng. Trước kia thì cái đường chính của thôn bề ngang rất là hẹp, được Hội Cựu chiến binh của xã đến vận động thì gia đình nhà tôi cùng anh em một dãy đấy là tự giác tháo dỡ và giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho địa phương làm con đường mới khang trang và sạch sẽ. Xã Trung Hưng thì chúng tôi cũng đánh giá cái vai trò Hội chiến binh thực hiện rất tốt các cái hoạt động phong trào của địa phương, đặc biệt là ban chấp hành hội tuyên truyền đến hội viên tốt cái công tác vận động tuyên truyền nhân dân noi theo, góp phần vào xây dựng xã Trung Hưng về nông thôn mới nâng cao và 2025 là về nông thôn mới kiểu mẫu. Với những việc làm cụ thể thiết thực trong công tác dân vận cho thấy phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ luôn được phát huy trong mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh xã Trung Hưng, đó là hết lòng vì nhân dân phục vụ, hướng tới mục tiêu chung, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh.